đang chọn là phối giữa màu đỏ và đen. Hôm nay mình sẽ đột nhập vào cái xưởng da, quay cho mọi người xem cái quy trình để may một cái ghế như thế nào. Hiện tại á, xe này là em đang may cho con là xe Carnival. Khách đang chọn là phối giữa màu đỏ và đen. Trên thân ghế thì nó sẽ đục lỗ sẵn như thế này. Và mình may ghép nhiều chi tiết lại với nhau để cho ra một cái ghế hoàn thiện như thế này. Còn đây là thành phẩm các cái chi tiết nhựa, mình sơn theo tông màu đỏ đen luôn. Rất là nhiều chi tiết cho một chiếc xe Carnival. Tiếp tục đó là một bộ sàn crystal vân đá cho xe Carnival. Đồ sản xuất độc bản riêng biệt cho từng khách hàng mà không có xe nào giống xe nào hết. Trên bề mặt của sàn sẽ được dán một lớp PVF để bảo vệ bề mặt sàn không bị chảy xước. Thứ hai là sẽ chống trơn trượt và mình dễ dàng vệ sinh hơn.